Kính thưa quý vị, hơn 10 năm nay, cứ vào lúc 16 giờ 40 phút thứ tư hàng tuần, khán giả xem truyền hình BRT lại lắng lòng với những câu chuyện cảm động từ chương trình truyền hình thực tế Kết Nối Yêu Thương mà tiền thân là chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời do phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. 10 năm là một chặng đường đủ dài để ekip thực hiện chương trình truyền hình thực tế Kết Nối Yêu Thương đi đến và kịp thời chia sẻ những khó khăn cho những mảnh đời khốn khó bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Đây là công việc quen thuộc hàng tuần của ekip thực hiện chương trình truyền hình thực tế Kết Nối Yêu Thương. Mỗi chương trình phát sóng là một câu chuyện, một mảnh đời về những người bất hạnh trong cuộc sống. Những ngày qua, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ bản đã được kiểm soát, mặc dù người dân sinh sống tại khu xử lý chất thải tập trung ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đã trở lại với công việc cũ, nhưng nguồn phế liệu rất khó bán do các đơn vị thu mua chưa sẵn sàng nhận hàng, nên đời sống của bộ phận bà con nghèo gặp nhiều khó khăn. Với mong muốn đồng hành cùng bà con vượt qua giai đoạn thắt ngặt này, ekip chương trình đã đến thăm và tặng quà hơn 100 phần quà gồm 600.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình mưu sinh bằng nghề nhặt rác tại ấp 4 xã Tóc Tiên. Kính thưa quý vị, như Quốc Thái đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, thì hơn 10 năm qua, chương trình Kết Nối Yêu Thương đã lan tỏa kịp thời và góp phần xây đắp những nhịp cầu nhân ái đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Và một trong những người thực hiện những nhịp cầu nhân ái ấy từ những ngày đầu thực hiện đến bây giờ là phóng viên Ngô Vạn. Quốc Thái rất là vui khi ngày hôm nay được đồng hành cùng với anh Ngô Vạn. Chào Quốc Thái. Dạ. Anh Vạn ơi, trong thời gian qua, khi mà ngày đầu tiên khi mà mình đón nhận cái chương trình này, thì bản thân của anh có lo lắng được gì không ạ? Thực tế thì ngày đầu tiên mình được sắp xếp để phụ trách chuyên mục Kết Nối Yêu Thương của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì bản thân của mình cảm thấy rất là lo lắng. Bởi vì hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì bên cạnh sự phát triển thì vẫn còn rất là nhiều cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người xa quê ở trọ trên những cái địa bàn khu công nghiệp và cũng như ở các vùng sâu vùng xa. Họ vì những hoàn cảnh khác nhau mà không có thể đảm bảo được cái cuộc sống cho mình. Chính vì vậy mà khi mà tiếp nhận chương trình Kết Nối Yêu Thương thì tôi mong muốn rằng là mình sẽ góp được một cái nhịp cầu nhân ái để mang yêu thương đến cho người nghèo. Thưa anh, khi mà những ngày đầu tiếp nhận thì đây là một cái chương trình truyền hình thực tế và cần có cái sự hỗ trợ chung tay của mạnh thường quân cũng như là những người mà đồng hành với chương trình, thì lúc đó thì anh có lo lắng được gì hay không, nhất là làm sao để mình kêu gọi mọi người để mà cùng chúng ta thực hiện chương trình? Thực tế thì ngay những ngày đầu thì cái chương trình Kết Nối Yêu Thương của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng gặp nhiều khó khăn trong cái việc mà kết nối các nguồn vận động, các nguồn tài trợ từ các đơn vị cá nhân doanh nghiệp. Tuy nhiên thì với sự uy tín, với sự lan tỏa ngày càng cao và chất lượng của chương trình mang lại thì các mạnh thường quân, các cá nhân, các hội nhóm từ thiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã đồng hành xuyên suốt. Và hàng năm như vậy thì chương trình Kết Nối Yêu Thương của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã kết nối được hơn 2 tỷ đồng. Có những thời gian thì kết nối gần 2 tỷ 500 triệu đồng để mà hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trong cái địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có thể được biết thì trước đây là chương trình của mình sẽ đến trao cho một hoàn cảnh cụ thể đúng không anh? Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì làm sao để mà mình chia sẻ những cái phần quà đó cho mọi người vừa đảm bảo an toàn mà ai cũng nhân lên được niềm vui hạnh phúc trong cái thời điểm mà khó khăn bởi đại dịch COVID-19 ạ? Đúng như là Quốc Thái chia sẻ thì trước đây thì chương trình Kết Nối Yêu Thương đi từng hoàn cảnh cụ thể, tuy nhiên thì trong tình hình dịch bệnh COVID diễn biến rất là phức tạp, rất là nhiều người ở trọ, những người xa quê, những người công nhân họ không có điều kiện đảm bảo được cuộc sống trong tình hình dịch bệnh COVID, mà chương trình Kết Nối Yêu Thương Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuyển hướng sang hỗ trợ cho tập thể là những người công nhân lao động nơi sống trọ để làm sao mà góp phần giúp cho các hoàn cảnh khó khăn có những cái phần quà và đảm bảo được cuộc sống trong mùa dịch. Đó là một trong những cái tiêu chí mà chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay mang lại. Với ekip thực hiện chương trình đó là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Vậy thì khi mà nhận thấy là bà con nghèo đón nhận những cái phần quà mà mình trao tặng thì cảm xúc của anh như thế nào? Khi mà thấy được những bà con nghèo, những người dân lao động nhận được những cái phần quà trên tay thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, và cũng như là các mạnh thường quân ai cũng bằng lòng với những cái việc mà cho đi cho với đi, không có nghĩa là nhận lại mà lan tỏa yêu thương, nhân lên cái tình người trong cộng đồng và xã hội.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Ngô Vạn rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục phát những cái phần quà này cho bà con nghèo tại khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ anh ha. Rồi, cảm ơn Quốc Thái, và hôm nay thì mình chuẩn bị sẽ phát những phần quà cho bà con. Với mục đích đề cao những hành động chia sẻ, bắt nhịp cầu cho lòng nhân ái được lan rộng trong cộng đồng xã hội, chương trình Kết nối yêu thương đã và đang nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Một nhịp cầu nhân ái được xây dựng, những ước mơ hoài bão về cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc được đến gần hơn với những gia cảnh khốn khó. Khi mà kết nối với thêm là cái chương trình kết nối yêu thương thì em thấy cái chương trình nó thiết thực, tại vì đi sát với những cái hoàn cảnh bất hạnh, chia sẻ là kịp thời cho những cái mảnh đời bất hạnh đang cần thấy được sự hỗ trợ. Thì khi mình thấy được những cái ý nghĩa quan trọng đó thì em cũng kết nối các mạnh thường quân cùng tất cả các anh chị em chia sẻ một phần để là đồng hành cùng với chương trình để có thể là giúp đỡ cho bà con. Trên địa bàn xã Tóc Tiên cũng được chương trình kết nối yêu thương của Đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về chia sẻ với bà con nhân dân nghèo trên địa bàn xã. Thì thay mặt cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tóc Tiên cũng xin chân thành cảm ơn chương trình cũng như là quý mạnh thường quân đã quan tâm hỗ trợ cho 100 phần quà cho bà con nghèo, lao động tự do khó khăn và ở trọ trên địa bàn xã. Thì mong rằng chương trình sẽ tiếp tục đồng hành và phát huy chia sẻ cùng với bà con nhân dân khó khăn trên địa bàn xã trong thời gian tới. Tính riêng năm 2021, chương trình Kết nối yêu thương đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao tặng hơn 2 tỷ đồng cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong mùa dịch Covid-19, chương trình đã vận động được hơn 600 triệu đồng để tặng quà cho người nghèo, công nhân lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa cô trong thời gian qua thì tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp thì chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống của bà con tại đây, đặc biệt là những bà con sinh sống tại khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên. Vậy thì với cô thì như thế nào, cô hoàn cảnh nhà mình thì thời gian này là sao ạ? Hoàn cảnh thì cũng khổ, như ổng bệnh đó thì cũng khổ mà đi làm không được, rồi các nhà hảo tâm cũng có gạo, cho gạo đồ ăn với các nhà mà được hỗ trợ người được 3,3 triệu. Vậy thì cô có mong ước gì trong thời gian tới không cô? Trong cho hết bệnh đang mà cho đang bà con đi làm đang đỡ vất vả, đang khổ sở như mấy tháng nay. Dạ, xin cảm ơn cô với những cái chia sẻ vừa rồi, và hy vọng rằng là những cái phần quà mà chương trình gửi đến thì sẽ giúp gia đình của mình có thêm được cái thức ăn trong những cái bữa ăn sắp tới cô ha. Và chúc gia đình mình sẽ có thật nhiều sức khỏe. Này bà ơi, xin hãy cho đi và đừng mong nhận được những gì. Đời này khó khăn vẫn còn, chung bàn tay bao dung tình nhân ái. Cuộc đời ta nào có bao lâu, khi ra đi mang theo được những gì, hãy cầm tay cùng nhau sẽ chia để cuộc đời này được ấm áp. Thưa quý vị, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và xung quanh chúng ta thì vẫn còn có rất là nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đang cần được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ cộng đồng xã hội. Những việc làm giúp đỡ dù chỉ nhỏ thôi nhưng mà mang tính kịp thời, giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn có được thêm một ít thu nhập trang trải cho cuộc sống thường nhật và là cứu cánh giúp cho họ nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của mình. Và thưa quý vị, cho đi là còn mãi. Việc cho những phần quà đến với cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp cho chúng ta mang lại niềm vui cho chính mình, mà còn nhân thêm niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn cần được sự hỗ trợ. Và tin rằng trong thời gian tới thì chương trình truyền hình thực tế Kết nối yêu thương sẽ là một nhịp cầu nhân ái, kết nối những tấm lòng thôn thảo và vận động thêm nhiều nhà hảo tâm mạnh thường quân để cùng chung tay hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như các địa phương lân cận. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Camera đồng hành cũng xin được tạm dừng. Xin thân ái chào tạm biệt.